Bà sẽ tìm cách coi cái cam lại mới được không mà bác ơi. Mình sẽ coi cái cam lại. Thì ông bà cô bác ơi, tiếp tục trở lại. Thì chào ông bà cô bác nha. Lâm xin chúc tất cả ông bà cô bác ngày mới tốt lành, thanh tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Thì ông bà cô bác ơi, trở lại thăm hỏi những câu chuyện tâm linh. Bây giờ thì Lâm trở lại cái nơi nước nôi mà ông giúp một cái dòng của chị gái rồi. Chị gái nói đây có mà già rất là nhiều. Thì Lâm đây có nước rất là nhiều. Lâm sẽ đặt bằng cái máy thích ở vị trí này coi. Thử có mà già xuất hiện nhân màu bác ha. Rồi, bắt đầu thôi nha. Biết ở đây có cái gì không, Lâm cũng phải cẩn thận nha màu bác. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Đại Bi Quán Thâm Bồ Tát, Nam Mô Đại Hồng Phương Bồ Tát, Nam Mô Đại Thích Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Lực Tạng Bồ Tát, Nam Mô các hương linh, các dòng hồn ma gia quỷ sứ gì đó. Hãy dùng bánh trái có cơm bánh nè, xuất hiện ở đây rồi tôi giúp đỡ cho nha. Giờ Lâm sẽ tạm lui ra ngoài nhà bác nha. Thank you.
mời con bác ơi. Chắc cái giọng này không biết có ai dùng được không, mà cũng không biết rõ. Để làm sắp xếp có thời gian ngắn, Lâm sẽ trở lại đây và sẽ tìm cách coi cái cam lại mới được không mời bác ơi. Mình sẽ coi cái cam lại. Cũng mang vào bác ơi, Lâm làm kịp. Cũng mang vào bác ơi. Kìa, đứng dưới kìa. Ui. Giúp đỡ người dí ta hả? Bắt ta hả? Thật đánh nó mới được. Còn má hát. Sợ chưa? Hả? Ta hán cho tiên nữa. Ôi. Quỷ đồ quỷ đồ quỷ. Dưới nước làm dở lắm, quánh không lợi là quỷ đâu mà ơi. Nó không sợ là láo thì ngẩn luôn. Tự nhiên là không kết quả. Có thật của làm như là có nước, nước nó không kết quả hiệu quả đâu mà bác ơi. Nó kéo. Cúng kiến cho mày dẹp hết luôn, gom đồ luôn. Yeah. Đồ quỷ, gom đồ đi, quỷ ăn được. Có lòng mình cũng đẹp nó chờ không, có như chuột lọt. Gom đồ vô luôn, ghét cúng kiến vậy, quá giận. Tiện bao bác ơi, cạnh cạnh đó coi, nó nó hút mình nữa bây giờ. Lần sau mình sẽ đem theo bác quái với phật trần, có thể lấy hồ lô thu phục luôn nha bà bác ha. Như vậy nha, bà bác sẽ đón theo theo dõi cái tập mà Lâm sẽ bắt nó trong bà bác xem nha. Dám nhận nước Lâm hơi là có thật cắn độc rồi. Chồng là bị trắng nước thấy bà nội rồi. Cái đồ quỷ Lâm cũng đâu có sợ đâu mà bác. Không có ngán nó đâu. Pháp sư nó siêu siêu mà sao ngán nó được không bà bác. Kéo Lâm bây giờ hay luôn. Vì lời này lát nó xuất hiện trời mình thôi. Điện bà bác ơi, video Lâm sẽ kết thúc tại đây. Để bà bác video đặc biệt nha.